Đây là ứng dụng phần mềm sức khỏe Việt Nam mà tôi vừa tải về trên điện thoại. Và trong buổi họp sáng nay thì đại diện Bộ Y tế cho biết đây là phần mềm vừa mới được hoàn thành để phục vụ riêng cho công tác phòng chống dịch corona. Theo đó thì phần mềm sẽ cung cấp tất cả mọi thông tin và hướng dẫn cho người dân về cách phòng chống dịch, giúp trả lời những câu hỏi thắc mắc của người dân liên quan đến dịch corona, góp phần giảm tải cho đường dây nóng như hiện nay. Đặc biệt là với phần mềm này, người dân có thể tự đánh giá khả năng nguy cơ nhiễm bệnh của mình. Sau đó, dữ liệu của cá nhân sau khi tự đánh giá sẽ được các cơ quan y tế cập nhật và có biện pháp cách ly, hỗ trợ nếu có nghi nhiễm. Như vậy thì công tác phối hợp sẽ trở nên nhanh chóng và chặt chẽ hơn. Bộ Y tế cũng cho biết sẽ gửi tin nhắn hướng dẫn cách tải và sử dụng phần mềm đến người dân. Và phần mềm này thì bước đầu chỉ mới ứng dụng trên hệ điều hành iOS của iPhone, còn trên hệ điều hành Android thì đang chờ duyệt và sớm sẽ đưa vào sử dụng.